là chị thứ ba mới có tiền mới cho đồ, Thì sao mới thì cho sao gạo thóc ăn. thì sao thì sao mà mình chỉ khóc vậy, nói ra cho em nghe coi. Tại vì tuổi mẹ còn mẹ thì đỡ, mẹ chết rồi tuổi không ai, có chị em được cho đồ bệnh bập không à, gạo thóc. Nghe xót xa. Với hai đứa con nó khờ, nó mất Nghe bằng sao nuôi mà con nói rồi. vậy? Có cho mà tại anh ấy quá, anh nói vậy đó, Anh ấy quá là sao? cũng như có ôm có này kia, tại anh ghen nên nó nói quá trời vậy. Anh nghe không? Ừ. Rồi chuyện tình cảm vợ chồng mình có mặn nồng không mà Không có kêu gì gì, vậy? cũng vẫn ngủ gì, không có gì chứ, tại nghe lời ta xúi giục cần gì thôi. Vậy đó hả? Ừ, không có gì. Tại vì nhiều nhiều khi á, ổng đang ngủ với con mà trong chổng hai đứa nó ọe hoài, ổng không có làm được cái gì hết rồi, với Ờ, ổng mấy đứa ghen này lắm. nó lớn nó biết, Biết biết để nói người ta thấy la chết. sao tự nhiên đeo khẩu trang ở trong nhà, đeo khẩu trang Đang biết tiếng mẹ con. thủ đeo khẩu trang ngựa kìa, trời ơi đeo khẩu trang Dạ, kính chào quý khán giả. Hôm nay anh tiếp tục ở đây, vô gia đình mà có hai người khờ ha, là ba và má khờ cộng thêm hai đứa con cũng khờ luôn, và như thế nào bây giờ mình nghe hai chị em hồ hiện giờ. Thảo ơi, Thảo 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 ơi, Thảo ơi, Thảo hai chị em làm gì ơi, đang làm gì? Hai chị em đang nấu cơm bây giờ. Hello. Mẹ con đâu? Mẹ đang về mà, phải không? Thì hai chị em đang làm gì vậy? Rồi. Trời ơi. Tắm gì lận thử lận. Con mặc quần dài con. Mặc gì cho mát hả? Dạ. Mặc gì cho mát hay sao? Hả? Hai người hứa chắc là ngủ mới thức luôn. Trời ơi, giấc này ngủ mới thức luôn hả? Đi đâu ạ? Mẹ. Mẹ hả? Chứ mẹ hay vậy? Sao tự nhiên đeo khẩu trang ở trong nhà, đeo khẩu trang? Đang đi kiếm mẹ con. Trời ơi, đeo khẩu trang ngược kìa. Trời ơi, đeo khẩu trang còn ngược đó. Kiếm mẹ về hả? Giờ kiếm ba về luôn không? Rồi, ba kia hả? Thôi bây giờ dẫn là gặp ba được không? Giờ mẹ thì từ từ mẹ về đi. Này Thảo đi kiếm mẹ hả con? Mẹ đi đâu rồi? Đâu rồi, đi qua cái. Trời. Mẹ đi bán cái đó hay gì vậy? Dạ. Trời ơi, không chạy ngắn nào mà nó đi rồi. Bây giờ đi dẫn đi kiếm ba luôn đi. Ha. Dẫn kêu ba về luôn nghe con. Con nhà chưa về á. Ba ơi, nghe người ta nói ở gần đây nè. Đi 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 cái mẹ ơi. Bây giờ vô gặp nhớ em. Gặp bé Tố nghe. Bé Tố rồi quý vị khán giả. Tố ơi. Tố Tố. Chút miệng hay vậy? Tố. Bắt đầu rồi, đánh răng hay vậy? Trời ơi, giặt đồ hay vậy? Làm gì con? Đang làm gì vậy? Súc miệng hả? Súc xong rồi, súc xong rồi, xong rồi. Hôm nay có gì không mẹ? Dựng dưới khiên lên đó. Nhà không có gì quý vị khán giả. Ngoài chắc cái tủ đó là giá trị nhất hả? Tủ chải tóc chưa? Đâu có bù xù gì? Trời ơi, rồi nhá, quá tao. Tao muốn tủ hả? Chạy tóc luôn hả? Biết chạy. Đâu có hỏi cái đó đâu. Chạy tóc mà dạ biết hả tao? Rồi có biết nó ăn không tốt? Dạ. Em biết nó ăn không? Hả? Biết nấu cơm không? Biết nấu cơm. Biết chiên cá không? Chút chút là chiên cá chiên sao nói cho anh biết rồi. Để vô ăn vô chảo nấu. Để ăn vô thì để chảo nấu. Em biết kho cá không? Cá chị em kho.
Mẹ kho với chị kho, còn mình không biết kho hả? Không. Ừ. Rồi sao Tố ơi? Tố. Sao con? Nó đi ra ngoài nấu cơm hả dạ? Nấu cơm hả dạ? Đây rồi. Gì dạ? Rửa chén hả? Ừ, rửa chén là hồi sáng giờ có ăn sáng chưa? Tàu hô thời. Giấc này 11 giờ rồi mà ngủ quá vậy. Rồi sao không thức sớm này? Tàu hô sao à? Sao à bé Tố? Ngồi ra cho anh hỏi một tí coi. Ở đây quần áo vậy? Đây Tố. Có gì đâu ngại. Xíu đậu em đi. Ờ, mẹ về hả? Bây giờ ngồi giỏng đi cho anh hỏi tí coi. Ngồi giỏng đi cho mình ngồi cho sang chút coi. Ngày sao ngại? Hả? À. Hả? À. Chú đâu, anh đâu có kêu hát gì đâu mà ngại. Hả? À. Ủa? Sao cái đầu chiến chiến không vậy? Hả? À. Con có biết đầu chiến chiến không không? Hả? À, hả Tố? Ăn gì vậy? Ờ, à, cô ơi, bán xấu vậy hả con? Bán xấu vậy? Trời ơi. Đây là mẹ của Tố với Thảo nha. Con chào con nha. Với số còn nhiều không? Còn tám mấy tờ nữa chứ. Bán có 150 vé à, mẹ nó ế là lấy xuống. Gì hả? Rồi bé Tố tự giờ nói nhắc cô trong nhà kìa. Đợi mẹ về. Đợi mẹ về nấu cơm cho con gái nhỏ, con. Biết nấu cơm không cô? Có nhỏ nhỏ nó biết mà có nhỏ lớn là nó khờ, nó biết làm vậy chứ. Sao con nghe nói là hai đứa làm công ty hả? Không có làm, nó khờ, nó không biết làm chứ. Mà làm thì nuôi nó không à. Trời ơi. Nó không có biết làm gì trên nó chứ. Thì phẩm đi lên trên Sài Gòn là đi với cô hả? Đi lên Bình Dương cũng bán số gì nè, ở chợ thất nghiệp rồi đi về cũng có chỗ làm. Cô vô con ngồi đi. Thảo ơi. Thảo. Ba cái quần. Cô giục cái mít. Không mày. Mày nghe. Cái mít chụp qua nói chuyện. Hôm bữa là con nghe nói là ổng ghen hả cô? Ổng ghen rồi, ổng chữ lộn. Ổng ghen dù gì? Cái gì bán số nè, nuôi hết ba người, ảnh không có lo làm tiếp, ảnh ghen vô quậy, ảnh chữ không có làm ra tiền tiếp á. Ảnh chữ mấy mẹ con có bằng ra tiền không à, rồi tụi mặn tôi nuôi ba người không à, rồi gạo thóc người ta cho sách về đó, rồi tủ bàn ghế người ta thấy nghèo, các nhà cửa người ta cho, mới sửa cái nhà là cái này một dáng mà chưa có tiền thay cái này. Mà sao mà hai chồng dặn nhau cự lộn hoài, con nghe nói chú cũng hiền mà. Chú cũng hiền mà có cái nhậu vô rồi cái bị kinh lên á. À, ừ. Căng kinh ha. Dạ, cái chữ nói gì đó. Chút xíu là đi à. Bữa hổm ông nghe, ông ghen dữ lắm hả cô? Dạ, ông ghen ông chữ. Mà ông cũng ghen đi bán số này nè, kiếm tiền gì nuôi mấy đứa này á. À. Rồi ông có đi làm không? Có đi làm mà anh đi ái củi cho người ta chưa về nữa. À. Mà con nghe là nói là về ôm vợ cho à. Con nghe hàng xóm người ta nói kìa. À. Có cho mà tại anh ấy quá, anh nói vậy đó. Anh ấy quá là sao? Cũng như có ôm có này kia, tại anh ghen lên nó nói quá trời gì. Rồi chuyện tình cảm vợ chồng mình có mặn nồng không mà? Không có gì đó. Cũng dẫn ngủ gì không có gì chứ. Tại nghe lời ta xúi dục cần gì thôi. Vậy đó hả? Không có gì. Tại nhiều khi á, ổng đang ngủ với cô mà trong chổng hai đứa nó ọe hoài, ổng không có làm được cái gì hết rồi. Mấy đứa này nó lớn nó biết. Ờ nó biết. Để nói người ta la chết. Ừ. Nói người ta cười. Ừ. Bởi vì ổng đợi tới giấc phia đúng không? Mà phia xong rồi ổng ngủ luôn rồi, cái qua bữa sáng ổng tức. Ổng nói ghen. Ghen người ta xúi về rồi quậy tới gì luôn á. Tại vì chứ không có gì hết trơn. Mừng mệt vậy. Cũng bán số cũng mệt nữa. Lại đi con, bán số không gì nè. Cô còn có làm nhạc với ổng không? Ừ. Không, tự ơi, chữ gì không có gì trơn. Mà nghe ổng đi nói thì ảnh đi nói gì đó. Không. Để đánh kêu cơ ba về chưa Thảo. Ừ. Đi làm củi chỗ đây nè, để kêu ổng về. Tới này qua làm quà lại chưa? Quà chưa? Có quà lỡ rồi ảnh đi làm rồi. Ừ.
qua tối qua, hồi tối hai người ngủ chung có ảnh đi làm mà có rồi hồi tối chắc còn có dặn hơn vậy chút xíu á, ý là hồi tối là còn dặn hơn chút xíu à. Ừ, hai người cũng hú ý nha. Ừ, hú ý rồi, hú ý giấc tối rồi sáng ông làm quà liền ha. Rồi mai mốt thì thôi, ông đòi cái gì thì mình có mình cho đi. Giấu giếm làm gì? Ơi. Mà bán cái số gì thường là trời mưa cô có bán không? Trời mưa thì trả bớt lại. Mà vậy mà bữa hổm tại vì tụi con ghé bắt thường cho nên không có cô ở nhà. À. Mà có hai đứa nhỏ thì nó nói là nó đi làm ở trển á. Nó không biết, nó không có làm gì trơn, nó đâu có biết, nó đâu biết chữ đâu làm tí. Trời ơi. Đã nó dốt hai đứa không biết chữ hàng học. Sớm thì nói là nó có làm gì đâu, vô phỏng vấn người ta ai đâu có ai nhận đâu mà vô làm. Ờ không có ai nhận, nó không có biết chữ đâu mà làm. Mà tôi bằng tôi nuôi hai đứa không à. Mà nó còn nói á là làm tháng 8 triệu. Nó nói vậy chứ đó. Không có. Không có thiệt không? Tại nó không biết nó mới có. Không tin thì hỏi chị dâu ở đó. Hàng xóm bà con lên nói là hai đứa nó có biết cái gì đâu mà không làm. Không có biết làm gì chứ, có biết chữ. Học mà bà cô giáo mà mới đùa bà thi mà còn xuống lại xuống dốt mà có biết chữ đâu. Thi còn rất là rớt xuống hả? Tôi còn dốt còn biết chữ, ta trúng số mắt người ta ghi giùm đó. Vậy sao? Bán số trúng mà bác không thầu số ghi giùm á. Ghi vậy? Đặt như đổi số trúng á. Má không thầu số ghi giùm. Thôi mình không biết thôi, mình đừng đổi. Ngoài đâu có đổi mình, đâu. Mình bán cho người đó là mình biết người đó. Đâu đổi đâu, cái đầu đổi. Cái đầu đi đi bán số gì nè, cái ta cho dưa leo đồ ăn, lấy về mấy mẹ con xào ăn. Rồi dư gạo thóc người ta cho kìa chắc cho bù mấy. Đó ta đám tận kêu lại cho 10 ký vậy đó. Mà trong nhà cô thấy giá trị nhất là chắc cái tủ này quá, đúng không? Cái tủ đó chị cho. Và mới cắt cái nhà bà chị dâu mới cho. Có vàng bạc gì trong nhà không? Không có gì chứ. Từ thiện cho tiện lợi cái này luôn. Sao cho gió này? Tại ảnh chưa có xiết cái đó rồi dông gió rồi đó. Để chút xíu cành làm từ thiện chút cũng làm lại giùm. Bị dông ha, bị dông gió. Mình dông. Tại cái đất này của thằng em nó cho cái nền đó rồi tại nhà nước người ta cho cắt có cái nền người ta cắt cái nhà này cho mình mà bữa hổm đi ra Bình Dương cái nó hư ở nhà người ta dựng dách này nè là người ta cho ngưỡng khơi cho tiền ngưỡng mới rồi dựng vô đây bữa hổm ngủ không có được nó dột đây ngủ không có được rồi dao mưa ấy lên ngủ dột không có được đó nó mắc thấy cũ nãy không ấy kêu cha gì à kêu dùm về cái chợ ốc hả rồi mà kêu dùm về Úc. Mà trước giờ hay chồng có hay cãi nhau không mà hôm bữa mấy đứa con nó quá trời vậy? Có mới đây thôi chứ hôm đó nàng không có chứ. Dạ hả? Ừ. Ông nói bà làm nhạc với ổng. À. Kiểu đầu tư đó phải không? Đầu tư vợ chồng. Cũng như nhỏ này ngăn cách thì ông kia ông mua đúng rồi bức rứt cái xe lên kêu đi tao thảo cô cái cô hàng xóm lại nói là tại chú chủ động để chú chủ động mà cô ngăn cách kìa ông mới nổi ghen ông dài lại nhà chị ở cây kia trả ngày 200 dạ. Đó là cô đi kiếm ổng ảnh tự về rồi ảnh nói để mặn bữa với hai đi rồi mặn tiếp với chị đi củi này về đây tôi nói ngậm hơm rồi tôi nói về đây ở đi có vợ chồng mà đi thôi bỏ hai đứa này nó tuổi nói vậy chứ đâu nói đó hồi sáng tôi cũng nói trên chợ gì tại nó vậy đó bỏ đi giọng khờ ảnh khờ ảnh bị người ta quýnh rồi có ảnh bị người ta quýnh rồi cái đầu ảnh bị chỗ đây nè như nhậu như dành tinh linh cô chắc nặng hơn đúng rồi đó còn chỉ là chỉ là bị cái gì bị lạnh trong nhà hết trơn hồi đó chết tưởng đâu hồi đó chết rồi mẹ mới cứu lại sống hồi đó đau tưởng là chết rồi anh em của mình tôi trong nhà đó chịu hết trơn nuôi hai ba đứa con bị thảo phải không bao nhiêu thảo lợi ngày cái này phí rồi lo lắng cho gia đình là cô một tay cô là lo một hết. Tay lo hết nuôi ba người luôn á hỏi Út là coi gạo thóc là ta cho là sách về ông chồng thì lâu lâu mới đi làm thôi lâu mới đi làm ai kêu thì làm còn thất nghiệp cũng có chỗ làm mà về có đáp ứng cho ông không mà ông cứ có đáp ứng nói cái vấn đề đó hoài à kỳ kỳ lắm sao có đáp ứng mà được
đáp ứng mà được hai đứa con đó. Ờ, nghĩa là nếu mà nói không có đứa kêu hai đứa vô đây coi. Không, mình nói với cô á. Mà kêu nó bạn thay cái quần ra coi. Em nói với chị á, là lúc trước thì chị mới đáp ứng mới được hai đứa con, còn lúc này nè chị lạnh nhạt chứ không đáp ứng, bây giờ không có đứa con nào nữa hết. Đúng không? Không thấy. Thấy cô đi bán vé số á, đi tới đi lui đi những công việc này kia, sợ quen ông nào. Ờ, đúng không? Lo làm dữ lắm chứ đâu có công nào đâu. Nó giận nó hờn. Cũng nhiều nữa ngay nè. Tao đi bán số, cho mày đủ cái gì đó rồi. Mẹ đi. Rồi sao? Vậy là cô cũng đã đáp ứng cho chú rồi, xong rồi chú mới về ha. Ừ. Trời ơi, khổ ghê. Khổ lắm mà mướn không à. Đâu không có công đắc là trơn đi làm mướn không á. Không được bình thường rồi mà cứ giận thường như vậy rồi. Còn có hai đứa con khờ. Hai đứa con khờ nữa rồi ai lo, rồi lỡ tôi có bệnh hoạn chết rồi hai đứa này đâu có biết mặn gì đâu. Cũng khổ. Biết nấu không cô? Nó biết nấu mà nó không có biết dẹp giờ. Nó biết nấu mà nó không làm có gọn cái nhà. Mắc về làm gọn không. Vậy là hiện tại là gia đình mình mấy người có giấy? Nhỏ này nè, với chị em nó có giấy. Hai chị em có giấy hết? Ừ, tôi có giấy luôn có. Rồi chú có giấy không? Chú chưa có mắc cái giấy chứng minh rồi chưa có làm lại tính gì dưới làm. Có giấy chứng minh người ta mới làm được. Ta làm mới được mới vô. Vậy là hồi đó là nghe nói là chú bị người ta đánh ha. Chú bị người ta đánh cái đầu đây nè nứt. Rồi tới giờ nhậu lên cái nó bị ăn kinh lên nhậu không cởi ai trơn. Chữ không cởi ai trơn á. Cũng người ta cũng thông cảm ở đây cũng mấy. Mà sao cô không khuyên ổng đừng có... Có khuyên rồi mà nói không nghe. Chắc đi làm mà mệt mỏi. Mà cô khuyên cô nói làm sao mà không nghe. Nói đi, nói đừng có ăn nhậu nữa. Để đi về đang lo làm tiếp, kiếm tiền cá mắm đầu với gạo thóc có tiền rồi cho mấy đứa nuôi nó. Khuyên nói rồi cũng chơi chơi không nghe. Nghe ngựa mài không à. Không nghe vợ phải không? Không nghe vợ. Tại vì cô không đáp ứng cho ổng. Không nghe bây giờ có sao. Từ ngày hôm nay cô đáp ứng cho ổng đi là mai mốt ổng nghe cô yêu quý. Ngủ đây nè. Còn hai đứa nhỏ. Hai đứa ngủ trong phòng đó. Tại người ta đóng cho cái phòng trong đó hai đứa ngủ. Mà sao hai đứa cô không kêu nó thức sớm nó ngủ tới trưa vậy? Tại mới nãy đi sớm rồi, mới nãy về hai kêu rồi. Cỡ chim sâu. Kêu ngủ rồi. Ngủ tới 11 giờ mới thức. Con gái đứa gì ngủ 11 giờ. Kêu chị em coi. Em trốn gần về nhà luôn. Con nghĩ chắc cô thương hai đứa lắm. Ít la lắm hả? Thương cũng có la nữa mà tại thấy nhỏ này khờ mà nói cho ấy la giết là tội chết. Con cái gụ mà la giết sợ tội lắm, mình chửi con mình giết tội. Trời ơi, thương gái mà tới ngủ để cho ngủ tới 11 giờ luôn. Nãy la mới nãy về kêu rồi đó. La bình thường cô la là la làm sao? Kêu nó thức dậy dẹp dọn. Vậy là la đó hả? Thương hai con gái rồi thương ông chồng không? Thì cũng lo hết cơm nước cũng đầy đủ lo chảnh đó đó. Ảnh về cũng ăn cũng có cơm ăn gì. Mấy bữa nay là ổng về ha. Ừ. Ổng về rồi. Về mà ăn cũng có cơm ăn. Dạ, ổng về cô vui không? Thì vui, có ổng thì về đây ấy đâu mấy đứa này. Về ấy hả? La gậy đồ. Ổng về là la gậy mấy đứa đâu. Ấy là về ấy, ấy là vui, ta có ổng ấy là vui. Ừ. Vậy rồi theo như cô là con mấy đứa nhỏ này là lúc trước là không có làm gì hết. Không có làm gì hết trơn. Nuôi không? Nuôi rồi không? Sao đứa nhỏ nó lúc trước thì phụ quán quê có không? Nó lên chở làm mà cũng thời gian mà thất nghiệp không có chỗ làm bởi cái ly người ta đuổi ra. Ồ, bởi cái ly hả? Bởi cái ly bà đó không cho làm. Chắc bởi gì? Nó không có biết chữ, nó làm mà chắc bị thời nhiều quá. Sơ ý nó làm không có đàng hoàng như người ta. Rồi bé lớn. Bé lớn không có làm gì hết trơn á. Rồi sao đi làm công ty dài rồi mà. Làm đâu mà làm, nó không có làm, nó chở nó không, tôi nuôi không. Tôi bán số này tôi nuôi không. Rồi luôn. Nó nói dốc vậy chứ có làm đâu. Nó đi làm công ty dài, mai chuẩn bị. Không có. Ta nói biết chữ mới vô, chứ không có làm được. Ta không dắn cái đó mới vô làm được, không biết chữ đâu làm. Tôi dốt, còn nhỏ kia dốt, nó ba người có dốt, có ba nó biết chữ. Đứa nhỏ nó nghe cách nói chuyện là mẹ thương dữ lắm luôn. Thương lắm. Nhỏ gái, nó dốt. Gái đứa ngủ tới 11 giờ luôn. Rồi đứa vô, ba người dốt không à. Không có học lớp nào luôn hả con? Không, mà đó mắc giữ bầy bò đó. À. Ba kêu đi giữ về bầy bò rồi. Không có học lớp nào luôn, dốt rồi giờ. Lấy số này ta chỉ số nào bán số nấy vậy. Lúc đó là lo học cách giữ bò chứ không có lo học chữ phải không? Ừ. Nó cắt cỏ bò không à, đi thả lan chăng không. Rồi đó ba bắt đi giữ. Ừ. Cắt cỏ. Cắt cỏ cho bò ăn. Ừ, không biết làm gì hết trơn á.
rồi cái ba với mẹ rồi thấy anh này hiền đó rồi mới mặn mai ưng. Nhà với ngã bảy không hiệp á. Không, ổng với Cần Thơ hả? Ừ, Hậu Giang á, với Hậu Giang. Mà ưng ảnh cha mẹ chết trơn rồi. Là người ta làm mai hay sao cô? Ừ, bà chị trên Long Thành đó làm mai. Vậy lúc đó là ổng có bị bệnh Có ảnh bệnh luôn. Ừ, ổng đi về xong ổng bị bán ổng bị thương cái tay ổng bị bệnh tới luôn. Rồi người ta với người ta cũng cho số tiền ổng đó. Rồi sau này bị ta đánh. Ừ. Bị đánh. Bị đánh. Rồi xong rồi về đây nói chuyện. Bị anh ổng đánh, anh ổng đánh gì nè, rồi ảnh mới hai vợ chồng thấy ở chứ không được. Rồi mới lên đây bà mẹ mới cho cái nền nhà mới cắt nhà ở trên đây. Rồi lấy đất lấy đồ ăn giọng hết rồi chị chồng á. Rồi mới đuổi xô hai chồng mới lên đây mẹ ruột quá thương. Mới cho cái nền ở đây. Ý là lúc trước chị về ở quê anh đúng không? Mà sống không xong bây giờ về ở quê mẹ. Lúc đó có con chưa có được có nhỏ nhỏ này. Ủa vậy sao nhỏ nhỏ đây trước? Có nhỏ nhỏ chị nó trước. Phải có vậy chứ, tự nhiên có nhỏ nhỏ trước. Nhỏ chị nó, nhỏ chị nó. Sinh em rồi mới sinh chị hả? Trời có không trời. Quên nó lộn. Rồi lộn cho lại. Hộp gì lộn còn lộn mà không xong. Hộp gì lộn lộn hết sao. Rồi bây giờ là cô hiện tại là còn 8 mấy vé. Còn 86 vé. Bán ngày có 150 à. Đâu có tiền vốn đâu lấy nhiều. Người ta cho lấy. Bây giờ là cô muốn bán bao nhiêu tờ? Tại ta nói có vốn nữa người ta đưa cho 100 tờ là bán 200 tờ. Cô bán 200 hay là 250? Cái này ta nói là đưa 2 240. Ý là nói cô nói là bây giờ là bán 150 ha, mà nếu có vốn nữa thì ta sẽ đưa 200 tờ là bán được 200 tờ thêm 50 tờ nữa. Ý là cô chỉ cần vốn là thêm 50 tờ nữa là đủ mình bán 200 vé rồi đúng không? Một ngày là cô dự định là bán 200 vé đúng không? Bây giờ bán 150 à? Có 150 xíu nữa thì con sẽ gửi quà cho cô. Gửi quà cho cô mà có quà mừng luôn cho cô luôn nha. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Hôm bữa tại vì không có cô ở nhà là nghe tụi nhỏ chia sẻ thì hai đứa nhỏ rất là dễ thương. Rất là khờ thì được ông bà cô chú chị rất là thương luôn. Đó, hôm qua thì con có được liên hệ với gia đình mà cô mắc bận đi bán vé số, không có kiếm cô gì được. Cô đâu có đem điện thoại hả? Cái điện thoại hư rồi. Hư hả? Tính mua cái điện thoại cô mà xài 1080 hả? Xài cái điện thoại kia, cái điện thông không cần cảm ứng, không biết xài. Có cụ Bắc nè, không có tiền mua cái cụ Bắc. Điện thoại cụ Bắc là điện thoại vậy? Điện thoại mà thứ cụ Bắc. Cụ Bắc á. Trời ơi, cụ Bắc. 200 mấy á. Người ta nói có tiền đi vô người ta bán. Bây giờ 200 mấy mà cũng không có tiền luôn. Không. À bây giờ là cô muốn mua luôn cái điện thoại cụ Bắc để đi bán vé số không? Có gì đi lạc với mấy chú. Lỡ ông thầu số không điện ấy số không có ấy. Tội nghiệp cô không? Mà thấy mấy đứa nhỏ xài điện thoại thấy cũng tội, nó điện thoại mà nó bị màn hình biết là hư à? Nó bị hư. Tại mừ anh em mà có mình em là lãnh hết trong nhà. Thứ nhất là mình khờ như vậy. Thứ hai là mình nghèo. Với bà chị thứ ba mới có tiền mới cho đồ. Mới cho gạo thóc ăn. Thì sao mà mình chỉ khóc vậy nói cho em nghe coi. Tại vì tuổi mẹ, còn mẹ thì đỡ, mẹ chết rồi tuổi không ai. Có chị em được cho đồ bình bập không à, gạo thóc ăn. Với hai đứa con nó khờ, nó mắc bằng nuôi không à. Với ông chồng mà ông không đủ nước nữa. Rồi có khi ông nổi lên ông làm chữ chút xíu đi à. Mắc lo hai đứa này nè. Thì bán số ngày thì mua đồ ăn 50 ngày sắp về hai đứa rồi. Cá mắm dừa leo người ta cho sắp về nữa. Cuộc đời cực khổ. Tại hôm bữa thì cũng được hàng xóm bà con ở đây thì cũng chia sẻ về hoàn cảnh. Tại cắt cái nhà rồi người ta thấy không có bàn thờ, người ta thấy gì người ta cắt cái nhà đúc người ta cho là cái tủ này. Đây là đồ người ta cho không hả cô? Dạ đồ tủ cho. Như mấy cái tỉnh trên đó ông đó là ông cho. Như ta đóng củ buồn cho luôn. Thôi thì cô cũng đừng có buồn nữa ha. Cái gì cũng vậy hết á, mình cố gắng làm ăn thì nó lâu dài thì mình sẽ có cuộc sống khỏe hơn thôi. Chứ mình đừng có gọi là mình chết mất móc số phận này kia. Tại nói với chú là có số tiền là người ta nói ta cứu, ta xây cái đó là tới 3 triệu cái sàn nước đó, làm cái nhà tắm 3 triệu đó. Người ta nói có 3 triệu là đem lỡ ta xây cho mấy ông thu thập đỏ này nè.
Dạ, giống như là ta xây vừa xây mà vừa hỗ trợ. Vừa hỗ trợ luôn. Chứ bây giờ cái tôi nói là có ấy là phải mười mấy á. Người ta nói có số tiền là ta xây ít cho chứ không có tiền xây chi mười mấy triệu đỡ cho có tắm giữa mấy đứa được rồi. Dạ. Ý là chị ước mơ của chị á là được cái toilet để tắm rửa này kia, hai đứa con mình thì cũng lớn ha, mà đặc lớn biệt là rồi. Con gái nữa ha, cho nó che chắn này kia, cho kín đáo lại ha, cho kín đáo là à. Không không có tiền lấy số, ông tàu số cho lấy chịu á. Lấy chịu hả? Nói chứ đi bán 1.150 tờ mà nuôi 4 miệng ăn thì cũng rất là khó. Khó lắm. Dạ. Bán có khi ới lên ôm nữa, mắc không thầu số cho thiếu tiền lợi nữa, năn nỉ người ta. Đâu trả thì được. Không được, trời mưa trời gió bán thì. Bán xa không? Bán vòng vòng ở chợ khu 2 nè. Dạ. Có khi chạy xa nữa nặng cho hết số nữa. Dạ. Nghe cái cuộc đời của cô rất là gian truân vất vả. Mà không có công đắc nào hết trơn, có cái nền nhà này không mà chú ơi. Ừ. Khổ lắm. Nền nhà cũng em mốt trong nhà cho ở. Cho ở. Dạ. Thôi thì hôm nay mình đến mình chia sẻ hoàn cảnh của cô. Thì cũng xin cảm ơn cả nhà đã dành cái thời gian theo dõi của cô nha. Dạ, cũng cảm ơn hả. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, cảm ơn hai chú luôn á. Dạ, cảm ơn hai chú.